Đây bây giờ thì team Color Man vừa mới đua xe đạp xong, thì bây giờ mọi người đi ăn chè để nạp lượng đường lại. Đây có một bạn fan của Color Man giới thiệu là ở trên cái qua cái cầu này tới một cái chợ, thì cái chợ này là chè nó sẽ là quý một hàng chè. Dạ. À. Cái này em thu bằng điện thoại nha anh, cái này em thu thanh bằng điện thoại. À, ok. À, quạt đầu. Thôi, hôm nay đây là cái quay chè. À. Rồi, những cảnh sát vô. Cảnh sát vô. Đây. Ở đây là rất là gần với chợ Bến Tre, thấy chợ luôn. Thì dọc cái bờ sông này mọi người thấy là có rất nhiều cái hàng bà con người ta bán đây chè. Đây là nguyên một. Đây quý vị và các bạn thấy không, chè hấp dẫn ngon, món chè Michael. You wanna try? Oh, oh, Mr. Kim. Ủa, Mr. Kim dọn đâu vậy? Ồ, Mr. Kim mới về đi với Hóa. Đi với Hóa gì? Rồi em lấy đi. Em quay bên này. Đây quá trời chè luôn. Thôi, đi qua mình coi ông bạn mình kia đang làm cái gì nha. Đi thôi. Coi ông bạn mình đi chợ vui lắm. Vui làm. Rồi, lâu nhường cho Julie Lâm tác nghiệp. Nhường chè cho Julie Lâm. Bây giờ qua đây mua dép. Wow. This is. Your recommendation? Yeah. This is the local. Local? Yeah. This is very typical. Color Man đang biểu ổng là phải mua nên mua. I need a bigger one. Small, small. Ngon quá. Đấy, cái này nhiêu? 35.000. Rồi, ok. Dép tổ ong. You want what color you like? Red. Michael. Michael. Blue. 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 This is very typical slipper of this of the Mekong Delta. You want one? Yes. Yeah. You can, yeah, I want more traditional. I need it. If traditional, so then. Oh. But now they have many colors. Wow. Sorry. You buy one and for you and for your wife. Yes. Yeah. You can you can wear and you walk in your. Yeah, these would be better than these actually. Because this evening we wear the traditional costume with the red. So I suggest you we get the red one. The red one. Yeah. Three of us. The red one. I want the red one. And you can get one pair for your wife. Yep. And I'm gonna need something bigger than that. Em có mấy đồ số lớn. Mát lớn không không? Không có quá mát đâu. Lớn này ăn L thì lấy chắc XL á. Oh. Có nào màu đen. But you can buy anything you want. This one nice also. But I don't think it's real. It's right. It's fake. It's fake. Yeah, sure. Yeah, that's why I wouldn't want to do that for that reason. Yeah. But with this you can wear. Yeah, it's so long time. Very. You know. Yeah, that's much better. Lấy chơi. closer. No. Still too small. Lớn không màu xám rồi. Apparently I got big feet. Màu đỏ. Is this the biggest size? This size? Is this the biggest size? Lớn hơn đúng không? No, they don't have this color. Bigger size. Let me see. I don't want to get a different color. I can do that. That's okay. You wear African pine. Yeah, that's nice. There you go. Except for the ugly toes. I think you should have this for your wife. Purple. Yeah, I love that. Yeah. So you know her size? She's about one size smaller than me. What is LL? Yeah, this is bigger. Yeah, this is LL. So the LA4, smaller. Yeah, that's it. Yes. L. Cái này có không? Cái này. Hai L nó đẹp mở, đây hai L nè. Đâu L. Hai L là lớn hơn ba L. One size smaller than that. So she can probably do that, but it'll be a bit big. Ba L. Yeah. There you go. No, that's the origin. Yeah. Yeah. Okay. We can wear it's a little bit larger. It's like... Yeah. They. Cái này. Rồi em bỏ vô bao trống rồi đi. Nó kiếm mấy bao lon bỏ vô. Nó còn que tầm này. 3 bao. So this is your wife. Okay. Rồi. Nó tập. Như vậy. 44 cái bao một các bạn. Quý vị các bạn thân mến. Việt Nam mến yêu mình là như vậy. Chỉ cho họ mang dép tổ ong luôn. Vui không? You can take your socks. It's very comfortable. Very good. Okay. That's nice. Ra đây đứng ba ông. Okay. So we stand together. Không hả? Không đẹp hả? Màu tím hay hơn. Màu tím ở trên này nó nổi. Đó. Thôi màu hồng. Màu vàng đi. Màu vàng. Vàng vô không? Đây này quá có. Đó. Được không ba? Được. Mà thay rối hơn chút đó không em? Ra cho ba người đứng em quay dưới chân rồi xong em dừng. Chụp luôn anh, đứng em chụp luôn. Rồi ok. Em chụp xong hết, em chụp. Được rồi em ơi. Rồi 3, 2, 1, nhìn cái máy nè, 3, 2, 1. Từ từ xe qua cho ba. Rồi. Okay, very good. Only today. Phải nó mỏi rồi. Chào Thank you. Nice. I think you should wear like this. That's my idea. Có màu xanh không? Có đôi màu xanh cái này không? This is Vietnamese tổ ong. Vietnamese nem. Dép tổ ong. Tổ ong. Rồi, được. Ong. Rồi, tổ ba anh không chơi vui. Ong. Tổ ong. Ong cúp được. Ong cụm cụm. Ong. Yes. Ong. Dép. Tổ ong. Dép luôn. Ong. Ong. Tổ ong. Dép. Ong. That's what they are. Dép tổ ong. Thank you. Listen the telephone. Không xin cái này. I swear. Yeah, they're gonna do the same. Nice. I do it. I do it. Đặt luôn. Thôi được, chân anh cái này được. Không đổi cho màu xanh lấy cái này. Yeah. Tại bên kia hỏi đổi. Có rồi hả? Một đôi 35.000. À. Rất nhiều fan hâm mộ của Color Man nói là chú nên mua dép tổ ong nhiều màu để chú mang đi nên nhìn nó mới dễ thương. Và hôm nay là Color Man cũng quyết định làm luôn với mấy người bạn của mình. Mua không? Anh mang kiểu này chụp lại tấm đi anh. Hồi nãy tấm kia là chị vô đi chị. Thôi. 3, 2, 1 mình nhìn máy nè. 3, 2, 1. Số 1. Ok. Rồi quý vị các bạn nhiều phút rồi. 13 luôn anh. 12, 13. Rồi những cái phút gọi là funny moment là như thế. Bây giờ thì Color Man xin chào tạm biệt quý vị các bạn nha. Color Man đang có mặt ở Bến Tre, chút xíu nữa mình sẽ đi qua mình mua trái cây về ăn nữa. Hay là mình lướt qua trái cây chút xíu đi. Mua cơm trâu nè, cơm nhãn cá bơn nè, cơm nhãn đi, cơm nhãn nhiêu ký em? Cơm nhãn cá bơn. Wow. 40. Rồi. Thôi ăn của cá bơn đi, cho thử trái đi, thử trái thử. Hả? Em nói sao? Hả? Ngán không? Ngán không cái? Con ký này. Có 2 triệu. Không chỉ thiệt á, ở thành phố em mua rẻ hơn. Không mua chứ hàng này nó ngon hơn cưng ơi. Thôi. Trả giá đi. Bỏ trả giá phải đi. Đừng có lấy cành nhiều quá nha. Tại vì em ăn keo không không. Cái chuyến này vậy là đang tụi lùi nữa. Đây là 2 đôi dép. Ủa. Mấy chị bán đây bao nhiêu lâu rồi cưng? Hả? Cả chục năm rồi hả? Ồ. Không thấy mặt. Cho mấy cục đen đi cho đẹp đi. Cưng. Sao? Đó, trời ơi, cười tươi. Đây, phụ nữ miền Tây dễ thương không? Nụ cười tỏa nắng. Bán mấy chục năm rồi hả? Ghê vậy? 50 năm rồi. Nó chẳng đến 50 luôn mấy bạn. Là nhà mình bán đây hả? Dạ, em bán cái mương qua đây. À, em bán cái mương. Ồ. Cái mương nổi tiếng sầu riêng đâu đúng không? Đúng rồi, có bao nhiêu chín cây, anh ăn một tái 1 viên 9 cây nữa kìa. Đâu, 1 viên 9 cây đâu. Đó, đẳng anh, bỏ đẳng một qua mua tái mua uống. Đâu, cái đó hả? Nhiêu trái? Dạ 90.000 cái chín cây đặc biệt. Rồi cân anh luôn đi. Nè 90 khó anh lại 10.000. Đây 50.000 luôn. Đi kìa. Trời, hai đứa này là mỗi đứa mà mua một đồ một màu, mang giờ mang theo đủ. Nè nè, anh đưa tiền nè. Cô lấy đi đi. Quay gì mang dép không quay gì? Hai tụi mình quay gì mang dép không? Mang dép màu không? Ờ. Qua lấy hai đôi đi. Mới mua đôi vậy. Em với Hóa chắc bằng nhau 41. 41. Ờ. Mấy ký cân thử coi. À, lấy xe đạp mà giùm em đó. Ủa cái này ngon quá. Em vô cái. Ui. 2,6 kg hả? Mẹ có mua sao ăn cho đi không à? Thôi thôi. Cho anh cái hộp é đi. Hộp é nè con. Nè qua ủng hộ bà bán cái gì nè. Bánh này là bánh này thông cảm, ở đây vị trí đứng quay hơi khó cho nên là bước cho nên là nó hay giật máy, mọi người thông cảm nha. Ở đây chật lắm luôn, di chuyển tới là đạp vô trái cây của người ta. Bánh lá dừa, dạ rồi. Rồi thôi Color Man sẽ mua bánh lá dừa nha. Sâu vậy nhưng mà 3.000 cái là 315 đúng không? Rồi con lấy chục nha. Chục rồi lấy có 5 đậu 5 chuối đi. 5 đậu 5 chuối đây hả? Cái này 5 đậu nè, cái này gì cắt 5 chuối đó nè. Ra rồi. Bánh dừa. Bánh lá dừa. Bánh lá dừa, bánh lá dừa. Bánh chuối lên thôi. Rớt mẹ ăn cái rồi. Bỏ con cái bao. Rớt mẹ ăn cái rồi. Bà năm nay nhiêu tuổi bà? 78 con. Ôi trời. Bà cụ 78 tuổi. Rồi. Bà có con cái gì không? Thêm 100 khối lượng nha bà ơi. 700 đứa lần. 700 đứa mà bà vẫn bán hả? Ờ, đi bán vậy là chị sống rồi đó. Con rồi 78 tuổi. Rồi. 1.000 với kia 5.000. Đây nha, mọi người có đi Bến Tre thì ở cái qua chợ Bến Tre chút xíu, quy một cái dọc bên bờ sông á, có mấy cái hàng chè rồi hàng bánh lá dừa là ngon lắm, mọi người tới ủng hộ nha. Đường Hùng Vương à, đường Hùng Vương, đường Vương phía sau là bao nguyên con sông đường Hồng đó. Tới đây là chợ quận 2 con rồi nè, cho Duy lát đi về ăn review làm nữa không, 100 bộ lượng dạ dạ cái gì đấy. Cái xa đi. Cái đó là gì nữa? Ăn trái quen đó mà. Củ gòn hả? Cái ngon anh. Hột é, củ gòn với lại củ chôn ăn mát. Cái gì ăn cho bác má hả? Nè, xanh ăn mát. Để chú nhớ. Rồi sao con đi xanh lên hả? Cái gì? Để chú nhớ qua cái này phải không? Hồi nãy đang ăn qua này. Đúng rồi. Nó có màu đẹp không? Đó, bây giờ mọi người chơi xì tay. Mỗi chiếc một màu. Về miền Tây là phải mang giúp của ông. Này qua đây. Ngồi cái khô à. Duy đã có DOP mới. Bạn Thăng Nguyễn còn phải nói. Bà thấy cái này ngon nè, bà thích ăn cái này nè, mát nè. Hột é nữa đi. Xui cho mirin đâu vậy. Hột é nữa đi. Ở đây đi ăn. À, xin xong anh. Có hột é rồi, kêu lấy hột é nữa. Thôi thôi, giờ ăn cái này. Nữa nha. Thôi vậy là đủ rồi cô. Ủa con chưa trả tiền bà phải không? Chưa. Rồi đang ăn. Để mẹ đi. 30.000, 30.000. Rồi để nữa. Cho bà 100 luôn đi. Anh. Kệ, chiêu đi. Ừ, cái đấy. How do you feel about it? Em nói với Kim đây là giống cái hạt chia á, tại không biết hạt é nói sao. Người đọc tiếng Việt hạt é luôn. In Vietnamese they call this is hạt é. É. Mày không thích đâu tiếng Việt lắm á. Ừ. Vietnamese. É. Hiểu không? É. 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 Name is yeah. É. You should tell me really that I ate air. À rồi em cái này. Ồ, cái bé này biết bia ghê á. Sáng không? Mấy em đâu? Cầm điện thoại. Lấy điện thoại của anh ra chụp kìa. Lấy điện thoại của anh Điện cầm chụp điện thoại anh Điện kìa. Lấy điện thoại anh Điện chụp. Thôi chụp người đi ha, không chụp nguyên nhóm ha. Rồi. Anh chụp đây nè. Anh. Rồi nhìn máy nè. Nhìn máy này nè em nhìn máy này nè. Ok. Rồi nguyên nhóm vô. Vô. Mọi người ơi. Rồi máy nè, nhìn máy nè. Ủa tụi em làm đâu vậy? À Jollibee hả? Rồi tao mốt về Color Man làm đi. Rồi đúng rồi. 2 3 ok anh. Trời toàn hoa hậu Bến Tre không? Rồi bé này rồi dễ thương quá. Rồi, đón coi clip này nha, clip anh đi vào chợ Bến Tre nha. Rồi sẽ có hình lên nha. Giữ tần suất của Jollibee miễn phí thì vô. Funny á. A lot of fun, yeah. Must be great to be famous. Great to be famous. That's going to be the new motto next year. Đây, một vòng dạo chợ. Nhưng mà không phải vô là trong chợ mà ngoài chợ. Bên ngoài chợ, Color Man thấy bên ngoài chợ Bến Tre còn vui hơn nữa. Đó, nguyên một cái dãy ở đây phía sau là sông. Ủa cô, cái sông này sông gì cô? Sông Hàm Luông hả? À, ngay phía sau sông Hàm Luông. Ở phía là có rất một cái dãy hàng mà bán chè, bán trái cây, bán bánh. Dạ. À dạ hả cô? Dạ. Nhưng mà chắc ít người coi lắm ha. Dạ nói đùa. Duy Khương phải nổi tiếng hơn Color Man rồi. Đúng không? Nhưng mà Color Man thì có kiểu Color Man. Nhưng mà thật ra thì hôm nay rất là vui là có hai người bạn của mình, anh Michael và Kim. Đây mới là đây, hãy chờ anh em chúng tôi tình thương đây. Còn có hai bạn rất tình cờ gặp hai bạn Trương và bạn Duy ha. Dạ. Bạn Duy anh Trương đó cũng y vậy luôn đó. Vui không? Style này phải được nhân rộng nè. Totally to my idea. Really? Wow. You're genius. Đây là ý tưởng là của anh Kim. Vui quá. Nói đùa chứ đi về cho nó ra hết một cái rượu tối hôm qua rồi. Hôm qua uống nhiều quá, chịu không nổi. Anh này bị rớt cái bông lọc ở chỗ cái mít này kìa. À. Bị đó rồi kìa, đi kiếm cho đó em. Rồi kiếm đó đi luôn. Kiếm gì anh? Thôi kiếm sao đi. Đó cái bông lọc mít. Dạ. Bông lọc mít hả? Kìa tôi rớt lúc nào. Có rồi. Hoàng nào á mà suốt ngày nó cứ kêu hóa đi tìm đồ. Mà cái ông nội ông cận này mà ông cận có 12 độ mà. Kêu đi tìm cái tiệm cắt tóc đồ cũng tìm không ra. Ngay bình hồng luôn. Thôi, bỏ đi rồi xong đi kiếm nè. Dạ. Nó nằm ngay đây, nó đi vòng đi anh. Bữa sau đổi đi trường đi kiếm. Thôi anh để đây để em gắn cho. Được rồi đó anh vô rồi đó. cớp cho. Nghề của người ta không, tại vì sợ rớt rồi. Đôi lúc đó, chúng ta không cần phải nhìn nhưng chúng ta vẫn có thể làm được. Có những cái thứ mình không cần thấy mình vẫn có thể làm được. Mọi người đồng ý không? Thôi quý vị và bạn thân mến, Color Man xin tạm dừng video này tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một cái video tiếp theo. Đó là video mình đi hớt tóc ở tại Bến Tre, nó lạ như thế nào, nó vui như thế nào sẽ kể tiếp với mọi người nha. Và Mr. Kim and Michael, my friend, and close friend. Lấy cái bàn cho luôn. Vô cùng dễ thương.